Xin chào các bạn nhé, nhà mình đang bắt đầu về lấy về để ươm mầm. Và nếu các bạn nào mà muốn mua cái mầm sắn dây, cắn sắn dây con thì bắt đầu có thể liên hệ vào nhà mình đặt cọc. Thì những nào đặt nhà nào đặt cọc trước ấy, thì mình sẽ ưu tiên là làm trước. Còn những người nào mua ít không cần đặt cọc thì lúc nào mà mình dư ra trong cái đợt sản xuất đấy thì mình sẽ gửi cho. Thì các bạn nên đặt cọc trước để thứ nhất là để giá tốt. Ví dụ là giá thị trường như nào thì mình có thể cân đo đong đếm là bớt được một chút. Còn nếu mà đặt cọc muộn thì là nhiều khi nhà mình năm nay rất là nhiều người đặt. Năm ngoái nhà mình đã đặt rơi vào tầm cả chục nghìn mấm rồi. Thì năm nay thậm chí còn nhiều hơn. Còn những ngày nào mình cũng có người liên hệ làm mấm sắn, đặt cọc cây sắn dây con. Thì bây giờ nhé, nhiều người cũng hùng hỏi về vấn đề sắn dây con thì mình chia sẻ luôn đây. Nhà mình sẽ dập từ gốc. Thì để cái đạt cái hiệu quả là khi mà ra cái mấm sắn dây con ấy là mình biết cái sắn dây cây, sắn dây, mấm sắn dây nó như nào này. Và dễ ra ra như nào này, chất lượng như nào mình có thể là dự đoán một phần cái số lượng củ như nào. Bởi vì là những người trong nghề người ta biết, ví dụ cây, kể cả các bạn chơi cây gì thì thôi, các bạn nhìn cây con các bạn biết là cái cây đấy có sau này có thể lớn không, cái nhân cái cây đấy có thể lớn không. Ví dụ là các bạn chiết từ những cái cành nó không cành sát gốc ấy thì không thể nào mà nó đẹp được đấy. Này, cái sắn dây là sắn dây năm nay nhà mình vừa thu hoạch xong, mình vừa quay video một cái sắn dây ấy, rơi vào tầm gần 200 cân, tầm 150 đến 200 cân nha các bạn. Còn để mà các bạn trồng thì nó nhiều kỹ thuật, thì mình sẽ áp những bạn nào chuyên trồng và nhóm mình sẽ hỗ trợ kỹ thuật thêm các bạn nhé. Thì đây cho các bạn xem kỹ thêm về cái gốc này. Này gốc này, các bạn nhìn thấy gốc chưa? Gốc to như củ to chứ không phải là gốc to như củ nhỏ các bạn nhé. Chọn từ những cái cây nhé. Thứ nhất là không được sâu bệnh này các bạn này. Thứ hai là nó phải có năng suất cao. Những cái cây này phải đạt rất là nhiều, nhiều củ to, củ đẹp này. Đấy. Mà nhiều lắm. Nhà mình là bắt đầu cái nhà nào bây giờ nhà mình sẽ đi ra nơi người ta dỡ sắn. Nhà mình sẽ xem nhà nào mà đạt được những củ to thì nhà mình bắt đầu là lấy về chọn những cái gốc nào đẹp nhất. Đây nhà mình đang lấy hết cả gốc này về, sau đó chọn gần như là không có cây xấu rồi. Vì nhà mình chỗ nhà mình chuyên về sắn dây nên là những cái cây mà củ xấu hay bị sập dàn hay là bị sâu bệnh thì mình không sử dụng luôn các bạn, hoàn toàn các bạn yên tâm về mắm này. Thứ hai là cái mắm khi được xuất đi là bố mình là người trực tiếp và kiểm tra, người chuyên nhân giống để nhân sắn dây, để các bạn có thể hiểu hơn. Các bạn cũng có thể tự nhân nhưng mà hơi vất vả, nói chung là nếu bạn làm nhiều thì bạn sẽ có kinh nghiệm để nhân. Nếu bạn nào cần câu hỏi nào thêm thì các bạn